Lô, ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Nhật Khả nè mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem hồ sơ và sơ đồ của cao thủ Tăng Trưởng Môn cái bang này nè mọi người. Đây là cao thủ Đông Phương nè mọi người. Hiện tại đang có chúng mình đó là dòng Kim Tiên Phong, có chúng mình một kỹ năng vốn có một cấp. Quá dữ. Ngày hôm nay thì Đông Phương là như là hết bệnh não hết phi phong rồi. Mọi hôm thì vẫn mạnh nè mọi người. Đó là kỹ năng một cấp á. Rồi, sở hữu một set đăng bang. Hồn Mỹ, đăng bang tinh thần liên Hồn Mỹ, kháng tất cả 16 kháng loại 7. Người phát sáng nhìn chắc dữ. Một cái nhẫn 28 Hồn Mỹ ăn ban sinh lực một lực. Một cái nhẫn 28 sinh lực một lực. Một ngọc bội 27 kháng cảnh 5. Ui, bù lại kháng cảnh 5 ngọc bội ngon vậy. Bù lại cho chị ngọc bội kháng cảnh 5 ngon cơ này mà. Bộ Hồn Mỹ này thì đầu mà đua tốt thì bộ này trên 10 triệu đó nè. Bộ này trên 10 triệu đó nè. Bộ này hình xua râm đâm á. Giờ thì cũng rẻ rồi à, chất lượng quá. Rồi một cái áo định khái phù hồi 45, mắt 3 kỹ năng cái bang bóng pháp, bóng đá ác cẩu 2 cấp và kháng băng 30, khá là đẹp. Cái áo này lên phù hồi 47 nữa, nhất cái nát này mà, phù hồi 47 nhất cái nát luôn. Hiện tại là phát sáng ngựa này, phát sáng ngựa bông tiêu đẹp. Tiếp tục là một cái bao tay định khái của cái bang bóng luôn. Đủ móc chống 40, đã có bóng 3 cấp, kháng băng 26, sinh lực lực và thời gian chúng độc 30. Hai món vàng này nè, hai món vàng tương đối khá đẹp. Một cây vũ khí 30, kháng độc phục hồi. Một kháng độc sát thương lý cho sát thương lý 94, sát thương lý ngoại công 50 điểm, sinh lực 198. Thở nói là một cái bóng mắt option. Đã phát sáng nè, nhìn đẹp không? Rồi. Một con nón hổ thủ lý làm chậm, sinh lực lực thông pháp 20, mắt option. Một đai lưng kháng hổ 2540, sinh lực lực sinh khí 19. Khá là mát luôn, 6 dòng. Một đôi giày cũng mát 40-40, phần thủ lý 25, sinh lực 1 lực, tương đối mát 6 dòng như này. Bồn tiêu khá kẹp 7, người ta phiến tay vật, bồn tiêu khá kẹp 7, đã phát sáng. Quá dữ. Mang bóng kim để đi tống kim đó, còn đi solo thì mang bóng thủy. Rồi, sau khi lên tầng trưởng môn sẽ được một cái ấn tín khá là cảnh 5 như này. Và tăng sự kiểu nhí đít 1 cấp, phi lâm tại thiên cái băng rồng và thiên hạ của cậu cái băng chữ bóng như này. Một cái thiết có tình sinh lực 200. Tính ra đẹp này đang có kỹ năng thì càng khôn 2 cấp và dòng tiên kim tiên phong nữa là 3 cấp. Rồi 3 cấp kỹ năng cũng có nè mà, 3 cấp kỹ năng cũng có. Kèm với một skill 9x tuyệt ảnh tuyệt thớ 9x thì sẽ được 24 skill 90 nha. Đó là thiên hạ dầu cầu cũng như là phi lâm tại thiên. Tại vì có 4 kỹ năng anh em mà. Bốn cái này cũng có từ càng khôn và dòng kim tiên phong và dòng tuyệt thớ thì sẽ có bốn cái này 90. Nếu như có thêm phi phong cái này một cấp thành 5 hoặc là mặt nạ một cấp nữa thành 6 cái này như nào, sẽ có 6 kỹ năng. Quá dữ luôn. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ Đông Phương, một trong những cái bang bóng có thể nói rằng cái bang no 1 server nha. Nào môn phái cái bang tăng trưởng môn thì có thể nói là no 1 server. Anh này bên này chưa cập nhật. Hôm trước là ông chơi thiếu lâm rồi đổi tùm lum tè lè, bây giờ chưa cập nhật môn phái này. Rồi trung tổng set đồ thì trên dưới khả xem nào. Set đăng ba này tầm này thì khoảng tầm 6 triệu. Set đăng mỹ này khoảng tầm 6-7 triệu đây, tầm 7 triệu đây. Bao tây này khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu hơn đó. Tầm 3 triệu đây là 10 triệu cho. Cái áo này khá đẹp này mà. Cái áo này khả nghĩ chắc còn hơn 1 triệu, có thể là 2 triệu đây, 12. Bóng này thì tầm này rẻ mà, đúng rồi, bóng này hồi xưa ép rồi. Đâu nó ép được một cái bóng mắt thì ít nhất phải mất vài triệu bạc, tầm này cái bóng này khoảng chắc cũng hơn 1 triệu rưỡi này mà. Đó. Một cái nón mắt option, nón này hồi xưa ép 3-4 triệu á, tầm này rẻ mà, tầm này khoảng 1 triệu. Đôi giày này cũng khoảng 1 triệu. Đai lưng này cũng khoảng 1 triệu. Cầu bông tiêu này khoảng tầm server khoảng tầm 5-6 triệu này mà. Chung thì sẽ đồng bang đồn kia môn phái này nói tổng trên dưới con cái bang này theo khai như đó còn hơn 20 triệu này mà, hơn 20 triệu con này phát sáng rồi, con này phát sáng nữa tính ra cũng vài triệu á, chung là trên dưới hơn 20 triệu này mà, nằm đâu đó cho mình không biết chính giá chính xác nha. Rồi anh em theo dõi video đừng quên để lại cho Đông Phương như là Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nữa mà. Kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha, bye bye.